Đây là cái rổ rau Phở Lệ đó cả nhà. Địa chỉ quán 413, 415 Nguyễn Trãi và có một cái chi nhánh ở Võ Văn Tần nữa nhé cả nhà. Đây chả đá ở quán á. Món này giải nhiệt cơn khát mùa hè. Chúng ta sẽ tương ớt. Đây là tương ớt rồi cả nhà. Đây có lẽ là tương đen. Sẽ cho chút ớt sắt rồi nhé cả nhà. Đây sẽ ớt sắt. Đây tô phở của chúng ta đây cả nhà. Wow. Đây miếng gân. Rồi bây giờ chúng ta cùng ăn nhé. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn nhé. Video clip của mình kết thúc tại đây nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Đây là phía bên ngoài quán đây cả nhà. Đang khá là đông khách à. Buổi tối mọi người ngồi ăn. Rồi video clip của Tuấn Dương xin phép kết thúc tại đây nhé. Trong kênh của mình đã có khá nhiều cái clip về ăn phở ở đây. Bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.